Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện tại là 5 giờ 30 phút sáng ngày 13 tháng 10 năm 2013. Hiện tại thì tại số nhà 30 Hoàng Diệu, Hà Nội, người dân đang tập trung rất đông để chuẩn bị đón linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ di chuyển qua đây. Từ sáng sớm, dòng người lặng lẽ xếp chật kín vỉa hè phố Hoàng Diệu, khu vực gần căn nhà số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội, trong sự trật tự và mong ngóng giây phút linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp được di chuyển qua đây trước khi đưa về an nghỉ tại đất mẹ Quảng Bình. Tất cả các ngã đường Điện Biên Phủ, Lê Hồng Phong, Hoàng Diệu đều đông nghịt người. Em không có dịp để mà đến viếng Đại tướng ạ. Thì cũng như các bạn đây là vào hôm nay là cuối cùng rồi. Em muốn được đến để diện kiến Đại tướng ạ. Em cũng hy vọng là Đại tướng sẽ được yên nghỉ ở Quảng Bình. Em mong là hôm nay sẽ mọi việc sẽ diễn ra thật là suôn sẻ ạ. Hiện tại thì chúng tôi đã có mặt tại trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi đây chỉ còn một ít phút nữa thôi thì linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ di chuyển qua đây. Và ngay bên cạnh tôi đây thì là cô Nguyễn Thị Hòa, cô là người Hà Nội. Cô có thể nói cho cháu biết cái cảm xúc hiện tại bây giờ của cô khi mà chuẩn bị đón linh cữu Võ Nguyên Giáp ở đây. Cái cảm xúc của tôi thì thực sự là một cái sự mất mát quá lớn của dân tộc Việt Nam cũng như đồng bào nhân dân cả nước cũng như bạn bè trên thế giới mất đi một vị đại tướng thật uyên bác và huyền thoại của dân tộc, nhưng đối với gia đình tôi cũng là một sự mất mát quá lớn lao. Bởi trên tay tôi đang dâng bức ảnh của bác Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mà bức ảnh này đã được bác kỷ niệm tặng cho cha tôi là đến nay là 59 năm rồi. Bức ảnh này có rất ý nghĩa rất lớn đối với gia đình chúng tôi, bởi vì mỗi khi nhìn thấy bức ảnh của bác, gia đình tôi lại như nhìn thấy bác ruột và chú ruột của mình. Bởi vì trong cái chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 này thì ở đây có 8 chữ chữ màu son đỏ thể hiện là bảo vệ Việt Bắc, tháng hè quyết liệt, như một dấu ấn lịch sử để giành lại giải phóng được Điện Biên Phủ, chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong cuộc kháng chiến này, gia đình tôi đã mất mát quá nhiều, bác ruột và chú ruột tôi đã hy sinh tại chiến trường Điện Biên Phủ này. Cha tôi lúc đó cũng là thương binh, mẹ tôi lúc đó là thanh niên xung phong, cũng là bệnh binh. Cho nên là mỗi một khi nhìn thấy ảnh bác, chúng tôi cũng như là nhìn thấy bác ruột và chú ruột mình ở đó. Cho nên ý nghĩa của tấm ảnh này 59 năm rồi rất vô giá đối với gia đình chúng tôi. Hôm trước đến nhà bác, gia đình chúng tôi cũng ôm bức ảnh này đến để đứng trước bàn thờ bác. Và hôm qua chúng tôi cũng lại bê một bức ảnh to hơn thế này để đến viếng bác tại số 5 Trần Thánh Tông. Và hôm nay đây tôi lại bê bức ảnh để một lát nữa thôi để chào tạm biệt bác, để bác về với quê bác Quảng Bình. Đúng 8 giờ 15, đoàn tiêu binh và linh xa chở linh cữu đại tướng di chuyển qua khu vực quảng trường Ba Đình trong sự trang nghiêm. Hàng ngàn người xếp kín hai bên đường Độc Lập. Những giọt nước mắt nghẹn ngào, những nỗi buồn vô tận khi nhìn linh cữu người sắp lên đường về đất mẹ. Sau khi rời nhà tang lễ, linh cữu đại tướng được đưa đi dọc đường Lê Thánh Tông, Tràng Tiền, Tràng Thi, qua Điện Biên Phủ, quảng trường Ba Đình và ghé về nhà tại số 30 Hoàng Diệu, chào từ biệt trước khi ra sân bay Nội Bài. 8 giờ 35, mọi người nghiêng mình tiễn biệt đại tướng khi linh xa chở thi hài đại tướng về ngôi nhà dấu yêu ở số 30 Hoàng Diệu để làm lễ tại đây. Nhiều người dân đi theo tiễn đưa đại tướng tới tận sân bay Nội Bài. Đoàn linh xa chở thi hài đại tướng khuất dần, cũng là lúc sự nghẹn ngào với những dòng nước mắt, những tiếng gọi vọng không ngừng vang lên.